Ở Mỹ từng nổi lên một trò chơi điên rồ, người chơi thi xem ai sẽ là người gan dạ nhất và toàn bộ quá trình chơi đều phải được livestream. Khán giả từ đó sẽ đặt ra thử thách cho người chơi, độ khó của thử thách sẽ nâng lên dần theo cấp độ, hôn người xa lạ sẽ được 100 đô, vén váy lộ hàng giữa sân trường thì được 500 đô, nhảy xuống biển theo nhóm thì được 600 đô. Càng thử thách nguy hiểm thì lại càng được nhiều tiền, như nằm trong đường dây xe lửa có mức tiền thưởng lên đến 10.000 đô, còn điên rồ hơn là lái xe bịt mắt ở tốc độ 60 km/h là 15.000 đô, nếu như không hoàn thành được những nhiệm vụ đó thì sẽ không nhận được tiền thưởng. Câu chuyện thế nào thì hãy cùng Vua Phim theo dõi nhé. Tại một trang web đen của Mỹ đã xuất hiện một trò chơi. Nó khiến người xem thích thú sự kích động điên rồ, còn người chơi thì lại bị đồng tiền làm mờ mắt. Chỉ cần như vậy đã tạo lên cái trò chơi biến thái này, thậm chí độ phủ sóng của nó đã xâm nhập vào cả các trường học tại New York. Cô bạn Sydney cũng vừa hoàn thành thử thách và nhận được 500 đô. Có tiền, cô liền mời đám bạn thân của mình đi liên hoan ăn uống. Vì là nữ chính cũng là bạn thân của Sydney, cô là người xem luôn ở mức an toàn, không bao giờ chọn thử thách quá nguy hiểm cho người khác. Lúc này Sydney lại muốn mời Vi tham gia trở thành người chơi, từ đó hai người sẽ cùng nhau chinh phục những thử thách khó hơn. Nhưng Vi đã không đồng ý và khuyên bạn mình hãy chú tâm vào việc học vì dù gì thì bọn họ cũng sắp tốt nghiệp. Mà Sydney và đám bạn kia đều muốn thách thức Vi một trò đơn giản, đó chính là đến tỏ tình với anh chàng mà cô ấy thích. Cậu ta là JP, một người rất đẹp trai được nhiều bóng hồng theo đuổi. Nói xong Sydney liền đứng dậy giúp đỡ bạn mình chào hỏi. Cô nói bạn mình thích anh và chỉ tay về phía Vi, nhưng lại nhận được lời đáp trả từ JP là cô ấy không phải gu của mình. Vi ngượng ngùng liền đứng dậy xách ba lô bỏ đi. Cô vô cùng tức giận trở về nhà, bật máy tính lên, đăng nhập thẳng vào trò chơi. Sau khi đọc kỹ các mục hướng dẫn, cô chọn ngay vị trí người chơi, cuối cùng là nhập vân tay đăng ký. Trên màn hình lúc này cũng hiển thị rất nhiều thử thách với mức thưởng khác nhau. Trong các trò chơi này, quy tắc duy nhất là làm gì cũng được miễn là hoàn thành thử thách. Vi đến quán bar ở trung tâm thành phố. Từ đó cô nhận nhiệm vụ đầu tiên là hôn một người lạ 5 giây. Đầu tiên Vi nhìn thấy một anh chàng đẹp trai, nhưng rất tiếc anh ta đã có bạn gái. Rồi Vi lại nhìn thấy một tên béo phì, cô lập tức bỏ qua. Sau đó Vi gặp được mục tiêu phù hợp, chỉ hỏi qua loa vài câu rồi cô đã nhảy vào ôm hôn thắm thiết với anh ta. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cô trở về chỗ ngồi của mình, cậu thanh niên kia cũng đi tới và muốn hợp tác với Vi. Anh ta tên là Ian và cũng là một người chơi, vì thế hy vọng sẽ được cùng cô hợp tác trong thử thách sắp tới của mình. Điều đó làm Vi rất là tò mò liền đồng ý. Rồi họ đến một tiệm quần áo, Vi chưa từng được mặc bộ váy áo nào đắt như vậy. Cùng lúc đó Ian đi ra, anh đã thay bộ đồ mà mình yêu thích. Lúc này quần áo cũ của hai người bị một người chơi ở bên ngoài đem đi. Đến khi họ nhớ ra thì mới thấy quần áo của mình đã mất. Hai người lúc này nhận được cùng một nhiệm vụ là không mặc đồ và chạy ra khỏi trung tâm thương mại. Thế là cả hai cùng chạy nhanh ra ngoài trong bộ dạng không mặc đồ, làm mọi người ở trung tâm thương mại nhìn chằm chằm. Trong livestream của họ, lượt xem tăng nhanh chóng khi hoàn thành nhiệm vụ, quần áo của họ được người khác mua giúp. Và cả hai đều nhận được 2.500 đô, chẳng mấy chốc hai người đã quên sạch chuyện ngượng ngùng lúc nãy. Cùng lúc đó Sydney biết Vi cũng đang chơi trò này, khiến xếp hạng của cô đang bị uy hiếp. Bọn họ nhận ra một nhiệm vụ mới, đó là Ian phải vẽ ra một hình và Vi sẽ phải xăm hình đó lên người. Tuy rất đơn giản nhưng lại có thể nhận được 5.000 đô, dưới con mắt ham tiền Vi cảm thấy cũng không có gì ghê gớm cả. Sau khi xăm xong cô cũng rất thích. Cùng lúc đó người xem livestream của Sydney tụt dốc không phanh, chỉ vì họ đã chuyển qua xem live của Vi. Phần thưởng lần này của họ là 10.000 đô, nhiệm vụ là hai người phải cùng nhau bịt mắt lái xe ở tốc độ 60 km/h. Ian lại lần nữa năn nỉ Vi tham gia với anh, sau một hồi thuyết phục thì cuối cùng cô cũng đồng ý. Buổi tiệc của bạn bè cũng nhận được thông tin về thử thách mà Vi tham gia lần này. Họ cảm thấy rất ngạc nhiên vì những người tham gia thử thách này trước đó chưa ai thành công. Thời gian đếm ngược, họ khởi động xe và bắt đầu chạy vào tuyến đường trung tâm. Tí nữa thì họ đâm phải chiếc xe taxi bên cạnh. Sau khi trải qua mấy chục giây đầu căng thẳng, Vi ôm thật chặt eo Ian hướng dẫn anh ấy lái xe. Ian tăng tốc đến 40 km/h. Họ chạy qua một đoạn đèn xanh đèn đỏ. Vi nói dối đèn đỏ thành đèn xanh, cũng may họ băng qua đường mà không gặp nguy hiểm. Sau đó đi vào đường hầm, tốc độ của hai người đã đến 44 km/h và vẫn không ngừng tăng lên. Những người chơi khác đang ghi lại hành động của bọn họ. Cứ như vậy họ tăng tốc lên 60 km và hoàn thành nhiệm vụ này một cách xuất sắc. Những người bạn của họ vui mừng hoan hô không ngớt. Chỉ có Sydney buồn bã bỏ đi khi Ian nhìn điện thoại không nói cho Vi biết nhiệm vụ tiếp theo và lừa cô tiếp tục hợp tác. Nhiệm vụ lần này của Ian chính là để Vi và Sydney gặp mặt nhau, để họ đấu đá lẫn nhau, kích thích sự tàn nhẫn của khán giả. Lúc này Sydney cũng nhận được nhiệm vụ, cô vừa nhìn cái thang vừa uống một ngụm cà phê. Những người xem đã yêu cầu cô đi lên cầu thang bắc giữa hai tòa nhà. Mà Sydney lại là người mắc chứng sợ độ cao, nhưng nếu cô muốn vượt qua Vi thì phải hoàn thành nhiệm vụ này. Những người bạn bên cạnh đều đang khuyên cô, Sydney không nghe, cô ấy vẫn kiên trì đi về phía trước. Người xem livestream liên tục tăng cao, bỗng nhiên điện thoại cô rơi xuống dưới, cô hoảng sợ xin thua và rút lui. Lúc đó các địa điểm khác ở New York cũng có rất nhiều người đang chơi trò chơi như vậy.
và có rất ít người có thể thành công, thậm chí còn có người muốn cướp súng của cảnh sát. Người đàn ông này tên là David, anh ta đang xếp thứ nhất trên bảng xếp hạng trò chơi. Sau khi đặt điện thoại để quay, anh ta nằm giữa đường sắt để tàu lửa đi qua người mình. Không lâu sau tàu lửa chạy đến, anh ta dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ và giữ được vị trí thứ nhất. Cùng lúc đó Ian và Vi đến bữa tiệc, vì nổi tiếng nhanh chóng nên cô thành tiêu điểm của đám đông. Điều này đã động đến lòng tự ái của Sydney. Sau đó hai người xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau to tiếng. Người xem livestream lập tức lên đến 63.000 mắt. Vi nhận thách thức đi cầu thang giữa hai cửa sổ để chứng minh bản thân không phải là người nhát gan trong mắt Sydney. Cô nhanh chóng đi qua cầu thang, hoàn thành thử thách một cách nhẹ nhàng. Mọi người hoan hô Vi, mà sự tức giận của Sydney đối với Vi đã tăng lên gấp đôi. Cậu bạn của Vi đã đến nói cho cô nghe sự thật. Nhiệm vụ vừa rồi của cô chính là làm tình bản tan giã, và nhiệm vụ ấy chính là do Ian chấp nhận. Làm cô tức giận chửi Ian một trận, Vi cảm thấy tất cả đang lừa mình. Cô muốn đi báo cảnh sát về trò chơi này, nó suýt chút nữa đã giết chết Sydney, làm cô mất đi hai người bạn thân. Cô nhanh chóng báo cho anh cảnh sát ngồi trong xe, nhưng vẻ mặt anh ta rất thờ ơ với chuyện này, có thể anh ta cũng là một người chơi của trò này. Ngay lập tức mọi người đều tẩy chay Vi, họ tức giận với cô, thậm chí số tiền trong tài khoản kiếm được cũng bị biến mất. Mẹ Vi lo lắng cho con gái, không biết cô đã và đang làm gì. Vi lúc này cũng xếp thứ nhất trên bảng xếp hạng. Cậu thanh niên đứng top David kia đến tìm cô, anh ta nói với cô nhất định tôi phải thắng trò này. Sau đó anh ta đấm cho Vi một cái ngất lịm. Khi tỉnh dậy cô ấy rất sợ hãi, không biết mình đang ở đâu. Đột nhiên một tín hiệu trò chơi mở lên, cô đọc quy tắc xử lý kẻ phản bội và tình cảnh của những kẻ phản bội trước đó. Tất cả người chơi trên toàn thế giới đều tấn công cô, cách duy nhất để thoát được là hoàn thành buổi livestream cuối cùng. Cô mở cửa đi ra, đương nhiên cô không biết mình đang ở đâu. Ian xuất hiện kéo cô sang một bên, nói với cô mọi chuyện mình đã làm trước đó. Nhìn thấy người anh em của mình chết vì trò chơi này, anh ấy cũng đi báo cảnh sát để bỏ trò chơi giống như Vi đang làm. Nhưng mọi thứ đều không có tác dụng gì, trò chơi vẫn phải tiếp tục, không ai quản lý được những người xem, họ có thể tìm cách phá hoại gia đình, công việc và người thân của những người tham gia chơi. Sau đó Vi tìm đến Sydney và xin lỗi những người bạn thân của mình, từ một cô gái bình thường thích an toàn, bây giờ Vi lại thành hình dạng của một sát thủ. Lúc này trong lòng cô đã lên một kế hoạch. Cùng lúc đó Ian trèo lên đỉnh tháp, một máy bay không người lái bay đến làm anh hú hồn. Nó giao nhiệm vụ rằng anh phải treo mình trên cao 5 giây, anh đồng ý và cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. Sydney và cậu bạn thân tìm đến người bạn hacker của mình, định đánh sập trò chơi điên rồ này. Tuy có một số thứ không thể hoàn thành, nhưng với hacker thì chỉ mất chút thời gian mọi thứ đã hoàn tất. Ian và Vi cũng thuận lợi tìm đến địa chỉ cho trước. Nhiệm vụ cuối cùng đều diễn ra như thế này, đồng thời số người xem cũng tăng lên đến hàng trăm nghìn người. Vi là người mới đầu tiên lập kỷ lục đến được vòng cuối sau 5 tiếng chơi, mà những người ở đây đều đeo mặt nạ, họ không muốn người khác biết được thân phận của mình. Nhiệm vụ cuối cùng là giết đối thủ, thời gian thực hiện chỉ có 30 giây, Ian để cô nổ súng vì anh không nỡ. Do dự hồi lâu Vi vẫn không ra tay được, cô bắn viên đạn xuống đất. Khi chuẩn bị rời khỏi nơi này, David không do dự nhảy xuống lập tức nổ súng bắn Vi. Những người đang có mặt ở đó đều sợ hãi, họ im lặng khi thấy Vi nằm trên đất. Đây chỉ là một trò chơi lại biến người ta thành hung thủ giết người. Lúc này cậu bạn hacker gửi thông tin cho tất cả những người đang chơi, thông báo ai cũng là hung thủ gây ra cái chết của Vi. Rất nhiều người lựa chọn chạy khỏi trò chơi, làm như những chuyện này đều không liên quan gì đến bản thân họ. Số người xem livestream cũng giảm xuống không phanh. Đúng này Vi ngồi dậy, những chuyện này đều do cô lên kế hoạch. Đạn của David là viên đạn giả, máu trên người Vi cũng là giả. Cuối cùng họ giành được chiến thắng, đánh sập hoàn toàn cái trò chơi điên rồ này. Dù chuyện có ra sao thì đừng vì một câu nói của một kẻ xa lạ nào đó, hoặc vì một lời nói phán xét nào đó mà hủy hoại một đời người. Phim đến đây cũng hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở bộ phim tiếp theo. Bye bye. Cảm ơn mọi người đã chú ý theo dõi. Nếu mọi người thích video này, thì hãy bình luận và đăng ký kênh để ủng hộ Vu Phim Review nha.